Mạnh Quỳnh, tôi và Phi Nhung không bao giờ nảy sinh tình cảm được. Nói về mối quan hệ với Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh thừa nhận cả hai đã quá thân thiết như là tri kỷ của nhau rồi nên không bao giờ có chuyện này sinh tình cảm nam nữ được. Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ được nhiều người yêu mến vì chất giọng mượt mà, tình cảm. Những bản tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương như vợ tôi, bến sông chờ, vòng nhẫn cưới, tình nghèo có nhau, người phu kéo mo cao, qua tiếng hát của anh luôn nằm trong trái tim người hâm mộ. Không chỉ với Bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên đi vào lòng người. Ngoài đơn ca, Mạnh Quỳnh còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Trong số đó, Phi Nhung chính là người được khán giả ghép đôi cùng nam ca sĩ nhiều nhất trong suốt hai thập kỷ qua. Thậm chí, có không ít tin đồn cho rằng cả hai đã là vợ chồng với nhau ở ngoài đời. Giải thích về mối quan hệ này, Mạnh Quỳnh cho biết, đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao vượt quá giới hạn cho phép. Không chỉ giống nhau về giọng hát, trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh còn có nhiều điểm chung khác như cùng tuổi, cùng là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt, Mỹ, cùng trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sự kết hợp của hoàng tử nhạc sến Mạnh Quỳnh cùng nữ hoàng băng đĩa Phi Nhung càng được khán giả yêu mến và nhiệt tình ghép đôi. Không có nợ với nhau nhưng giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần và luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương như những người thân ruột thịt. Trên thực tế, Phi Nhung đang là mẹ đơn thân còn Mạnh Quỳnh đã kết hôn cùng cô gái người Mỹ gốc Việt xinh đẹp tên Cẩm Diệu vào năm 2004. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, chính Phi Nhung là người mai mối, xe duyên cho anh và vợ. Hiện vợ chồng Mạnh Quỳnh đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và cuộc sống bình yên tại Mỹ. Do vợ nam ca sĩ lớn lên tại Mỹ, nên tính cách của hai vợ chồng rất trái ngược nhau. Đặc biệt cô không bao giờ thích nghe nhạc của chồng. Tuy vậy, vợ của Mạnh Quỳnh vẫn luôn thấu hiểu cho công việc của chồng, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ cùng đồng nghiệp nữ. Về cuộc sống hiện tại, Mạnh Quỳnh tiết lộ bản thân đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh cho biết, trước đây, khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình và các dịp lễ lớn. Giờ đây, tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Trong tuần, khi vợ đi làm tôi sẽ ở nhà chăm sóc hai con, nấu ăn và đưa đón các bé đi học. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm cho mình vào những lúc rảnh rỗi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.